chỉ bằng một nửa các nồi truyền thống. Hãy nhìn xem, chúng ta đã có một món ăn đẹp mắt và bổ dưỡng. Món cơm kali của các em nhỏ cũng vậy, dùng nồi áp suất smart cooker càng thích hợp cho chúng ta giàu kiến thức như vậy. Chúng ta đã có món cơm kali và tuyệt vời, nồi áp suất thông minh smart cooker sử dụng đơn giản, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện các bạn và gia đình. Các món ăn ngon và bổ dưỡng nhất hãy làm người nội trợ thông minh nhé. Thành phố Hồ Chí Minh 0839 505 888, Hà Nội 04 39 345 777 để được giao hàng miễn phí tại nơi.